Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam cao cấp trên gian Shopee Mall, hiện đang có chương trình ưu đãi cực hot, chi tiết ở phần sau của video. Để tìm hiểu về thế giới tâm linh, một đoàn làm phim quyết định tìm gặp một bà đồng tại vùng quê Thái Lan. Ba đời nữ nhà này đều theo hầu một vị thần linh trong núi, và đời bà đồng tiếp theo chính là cô cháu gái này. Nhưng cô bé từ chối theo con đường livestream bổ cao cái giá phải trả cho những kẻ từ chối thần linh là quá đắt đỏ Liệu rằng bà đồng có cứu được cô cháu gái? Hay táng thân trong tay của ma quỷ Để biết được chuyện gì sẽ xảy ra Và đến với The Medium Bà đồng này tên là Nim Là hiện thân của bà nội Bayan Một con ma tốt phù hộ cho dân làng Và cũng nhận lại sự thờ cúng từ mọi người Gia đình Nim ba đời không lên được rank Chỉ làm bà đồng Đến thời Nim thì thật ra người được chọn là chị gái noi Nhưng noi chê Thế là bà nội Bayan nhập vào người Nim Bây giờ hàng ngày bà Đồng chỉ có làm lễ cúng bái Chuyên mở giải hạn với mở cung tài lộc Một ngày Nim đi đưa tang chồng của Noi Ông này tèo vì bị ung thư Mà cái lạ là đàn ông trong gia đình bà Đồng Thì đều chết một cách đau đớn Người thì bị đánh chết Người thì tự thiêu Con trai của Noi thì cũng tai nạn giao thông Chỉ có Manit, anh trai của Nim và Noi Là có vẻ sống thảnh thơi Gia đình nhà Noi còn có cô con gái tên Minh Minh thì rượu chè Lại còn hay cục xúc Nhưng tối đấy minh rất lạ Cứ nhìn chăm chăm ra cửa ra vào mà ở đấy có một bà già mắt trắng dã Đến ngày hôm sau Ngôi chùa gần đấy phát hiện bà già mù quét sân đã chết tối qua Mà Minh cũng đứng trong đống người hóng hớt Nim đuổi theo đứa cháu Thấy cô bé đứng trước cửa bà già đầu giật giật Thế là đợi lúc kết thúc đám tang Nim xông vào phòng cô cháu Lục ra được một chiếc vòng trừ tà trong tủ Minh thấy thế liền đuổi bà cô ra khỏi phòng Nim liền kéo Noi ra một chỗ nói gì đó Nhưng Noi không cần đứa em này giúp đỡ để dạy con Nếu bạn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nim đang nghi ngờ là Minh đã được bà nội Bayan lựa chọn Thế là đoàn làm phim quyết định cho camera đi theo gia đình Minh Minh là nhân viên tại trung tâm giới thiệu việc làm Và là một người trẻ tuổi tân tiến Minh tin ma quỷ nhưng không tin công việc bà đồng Còn Noi thì điều hành cửa hàng mậu dịch thịt chó lớn nhất chợ đông Khi được cameraman hỏi về ngày được bà nội Bayan nhập Cô bảo đau nhức đầu suốt Rồi ngày nào cũng thành kinh Đều 5 tháng Nhưng vì Do không thích nên nói chê Rồi sau này theo đạo Chúa chứ không theo Phật Vì Chúa không có kinh đến lúc đề cập đến chuyện của Minh thì bà ghét không thể nói nữa. Minh thì không biết gì nên vẫn lên ba thanh lọc cơ thể hàng ngày. Camera mới tranh thủ phỏng vấn bạn lắc của cô. Biết được Minh có lúc cư xử hệt như một đứa trẻ con mất dạy. Cuối buổi bay, Minh bỏ đi lang thang ngoài đường. giờ quay lại công ty để ngủ. Sáng hôm sau khi người dân đến, nhân viên mới gọi Minh tỉnh lại. nhưng lúc cô vừa đứng dậy, máu từ háng tuôn ra như suối nguồn tươi trẻ. đến lúc về nhà, nó cũng phát hiện ra điều bất thường của con gái. Y hệt như những biểu hiện mà bà kể cho cameraman Bà lo lắng đi tìm Manit để kể chuyện Nhưng chuyện tâm linh như này cả hai cũng bất lực Nhưng ngày sau Minh liên tục bị đau bụng Tính khí cũng khó ở Suốt đêm vất vưởng uống rượu Là còn lầm bầm như nói chuyện với ai đó Tổ quay phim mới cho Nim xem hết những đoạn phim đó Ngày hôm sau Bà sang nhà Noi hỏi tìm chiếc vòng tay bị mất hôm đám tang Thật ra là để tìm cơ hội nói chuyện với Minh Nhưng mà Noi phát hiện ra và đuổi về Bà đưa con đi khám Nhưng bệnh tình của Nim lại ngày càng nặng hơn Ngày nào cũng ngồi trong nhà vệ sinh quá giờ theo tiêu chuẩn cộng đồng Đến một ngày sếp quyết định sa thải Minh Cô quyết liệt rời đi để lại một lời chửi thấu lòng Minh đi về chuẩn bị cho lễ hội gì đó của thiên chúa Sau khi thay đồ đẹp đẽ Tự dưng Minh gác chân lên ghế cào bựa răng Cào đến trào cả máu Đến lúc cô nhận ra thì cứ như vừa bị người khác nhập vào Tối hôm đấy Minh được làm công chúa đứng trên đoàn xe diễu hành Cô bất ngờ ném đá vào người xem hai bên Ngày hôm sau Minh như mất trí nhớ Vẫn cứ đi làm như bình thường Điều này khiến cho ông sếp phát cáu gọi bảo vệ bế Minh mặt trắng bạch ra ngoài. Cameraman mới phỏng vấn anh sếp thì phát hiện ra Minh đưa trai về văn phòng đỏ đưa. Sau khi bị đuổi, Minh lại lang thang khắp nơi. Đôi mắt cô gái trẻ chỉ còn lại sự buồn bã và bất lực. Trong khi đấy, Noi thì đi cầu chúa, Nim thì đi cầu bà nội Bay còn Minh thì đã bất lực tìm đến cái chết. May mắn là phát hiện kịp lúc, Nim nghe tin chạy đến thăm cháu. Lúc này Noi mới mở miệng muốn để con gái làm bà đồng, nhưng người chịu đâu phải là trời sẽ ban linh hồn nhập vào người minh không phải là bà nội bay gian nim cùng với manit chạy về nhà noi mở cửa phòng con trai đã mất nim mới phát hiện ra hai anh em nhà này yêu nhau nên thằng con trai mới tự tử chứ không phải là do tai nạn thế là nim mang hoa quả đến nơi cậu ta tự tử bắt đầu làm phép để đuổi cậu ta ra khỏi người minh trong khi ấy noi cũng đưa con gái mình đi trừ tà nhưng dở chừng thì bị nim cản lại vì như thế là mời con ma nhập vào minh mà cô bé lúc này đứng dậy cướp lấy chiếc camera đập vào đầu bà già sau đấy bỏ chạy đi mất Gia đình Noi nhờ đến cả cảnh sát Nhưng Minh cứ thế mà biến mất Sự việc đã đến nước này Noi đành phải quay về cùng Nim cầu xin bà nội bay gian Rồi cả bọn vào phòng Minh để tìm kiếm những đồ vật dơ bẩn cô mang về Vì đấy là những thứ chứa hồn ma vất vưởng Sau đấy Nim đem chúng tạo thành một đàn cúng dây cây thằng con trai tự tử Xin nó tha cho Minh Cả một tháng trời sau Rốt cục quả trứng gà làm phép cũng đập ra một đống nước đen xỉ Nim lập tức lên đường tìm Minh Bà nhận ra hồn ma cậu con trai không hề làm gì cả mà cậu chỉ cho bà chỗ tìm cháu gái đấy là một tòa nhà bỏ hoang sâu trong rừng bên trong tối tăm đổ nát Dê cây mọc tràn lan như cánh tay quỷ dữ còn minh thì nằm bất tỉnh giữa đống rác nim đem cô về bệnh viện chăm sóc còn bản thân thì lên núi cầu nguyện bà nội bayan một lần nữa nhưng gần đến nơi bà đã gào thét thất thanh bởi vì tượng của bà nội bayan đã bị phá hủy mà không hề có dấu hiệu gì để giải thích nim quay về nhà gặp đứa cháu thì minh quỳ xuống gầm gừ như một con chó rồi cô chuyển qua nụ cười quỷ quái Tự nhận mình là bà nội bay yan Cô đột nhiên phát điên dãy rụa tấn công mọi người Nim liền lấy sợi chỉ quấn quanh đầu cô Giữ một ngón tay vào cốc nước Nim bắt đầu niệm chú Một dòng khí tuôn ra từ ngón tay cô đen lòm cả cái cốc Giờ Minh cũng nôn ra một đống chất nhảy màu đen Cơ mà cô vẫn không trở lại bình thường Nim lần này dẫn cả nhà đi tìm kiếm sự trợ giúp Đấy chính là Santi Một thầy đồng quyền năng hơn Ông ta bắt bệnh của Minh Và nói ngay cái này là nghiệp gia truyền Ông nội của Minh là sát nhân hàng loạt còn noi thì là kẻ từ chối thánh thần bây giờ minh là kẻ phải hứng chịu báo ứng mà sau cái lần đi bụi thì có biết bao nhiêu hồn ma nhập vào cô nim dẫn santi đến khu nhà cũ để ông lên kế hoạch tạo đàn cúng trừ tà nhưng ngày sau santi dành thời gian để chuẩn bị rồi kết nối sức mạnh của ông với nim noi thì ở nhà chăm con mà lạ là cứ qua đêm thì căn nhà lại cứ bừa bộn hết cả thế là đoàn làm phim mới đặt camera trong nhà theo dõi hành vi của minh cứ nửa đêm là cô lại mò ra khỏi phòng bới hết đồ đạc trong nhà ra rồi bò qua bỏ lại bằng bốn chân như một con chó cô mò đến mở tủ lạnh ngồi cắn đống thịt tươi trong đó minh dần dần mạnh dạn đến gần chỗ người nhà đang ngủ tất cả hình ảnh ấy được cho người nhà xem manit hoảng sợ nhưng noi thì không biết làm gì ngoài chấp nhận dù gì thì nó cũng là con gái mình đến đêm hôm ấy minh thậm chí dám mò lên phòng ngủ manit quậy phá khiến cho vợ ông bị đau bụng giữa đêm manit thấy thế liền khóa cửa phòng đứa cháu lại nhưng thứ ông nhận lại đêm hôm đó là xác của một con chó trong nhà mà thủ phạm không ai ngoài minh qua camera Ông còn phát hiện Minh bắt cóc con mình Mà liền chạy đi tìm con trong đêm May mà vẫn thấy được thằng nhóc bị vứt ngoài bờ sông Còn Minh thì cứ đứng cười trong bóng tối Rồi bất chợt lao ra tấn công ông bác Khiến cho người dân hốt hoảng giữ cô lại Ngày cuối cùng trước hôm trừ tà Đột nhiên Nim không thể liên lạc được Người dân mới phá cửa vào trong nhà Thì phát hiện ra Nim đã chết từ lúc nào Thế nhưng Santi vẫn quyết định cử hành lễ trừ tà Ngày làm lễ đã đến Người hầu thầy răng dây kín lối Và đứng lướt Shopee vì 360 boutique Nhãn hàng thời trang nam cao cấp hàng đầu trên gian Shopee Mall Đang có chương trình ưu đãi lớn Ma thì không bắt cũng chẳng chạy đi đâu Còn sale thì chỉ có vài hôm là hết rồi Và họ phải nhanh tay để không bỏ lỡ bộ sưu tập xuân hè mới nhất Cũng như chương trình giảm giá 50% khi mua áo sơ mi cổ tàu Từ giá gốc 420k này chỉ còn 210k Bạn sẽ có một chiếc áo sơ mi ngon đét vải đũi xước Không méo mó, không chỉ thừa và không nhăn Minh có thể đủ đáng sợ để làm mặt họ nhăn Nhưng không đủ để làm mấy cái áo này nhăn những tội lỗi kinh tởm có thể khiến mặt họ nhăn nhưng không đủ để làm mấy cái áo này nhăn áo mặc đẹp dễ phối mà lại còn đang sale cái điều ngon tuyệt vời này chỉ đến với một nghìn khách hàng nhanh tay và nếu có bỏ mạng trong cuộc chiến chống tà ma thì cũng phải bỏ mạng khi đang mặc đẹp. Kế hoạch của Santi là triệu hồi những linh hồn và người Minh rồi đẩy linh hồn vào trong một cái hũ, đem xuống tầng 1 để đem chôn. Minh được bịt đầu đem đến tòa nhà cũ, Manit bắt đầu khai đàn làm phép, triệu hồi đám quỷ nhập vào Minh, nhưng bất ngờ ở nhà, trong phòng cô vang lên tiếng hét. Ở phía bên này, người bị bịt mặt bắt đầu thất khiếu chảy máu, Manit lấy ra chiếc dùi đâm vào đầu người đó, rồi lột bỏ chiếc túi đi. Hóa ra người làm phép là Noi. Bà nôn toàn bộ uế khí vào trong một chiếc bình Minh thật sự vẫn đang ở nhà Cô bắt đầu gọi vọng ra cầu cứu Khiến cho vợ của Manit của anh quay phim bối rối Vì không được mở cửa cho đến khi lễ trừ tà kết thúc Santi lúc này đã đóng ngũ lại Lễ trừ tà cũng dần đến hồi kết Con quỷ trong Minh ngày càng gấp gáp tìm cách ra ngoài Thế là nó giả tiếng con của Manit Rồi che mắt bà vợ không nhìn thấy đứa con Thế là tình mẫu tử che mắt lý trí Bà vợ mở cửa phòng ra Đám quỷ trong ghế hũ của Santi cũng trở nên im lặng Santi lặng lẽ bế chiếc hũ đi ra ngoài Các đệ tử của ông tò mò đi theo Rồi ánh sáng vụt tắt Cameraman mới vội bật đèn pin lên Cả bọn mới nhìn thấy Santi ôm chiếc hũ bật cười man rợ Rồi người giật giật Ngã thẳng từ tầng 5 xuống đất Trong lúc đấy vợ của Manit đã vào trong phòng của mình Cô mới hốt hoảng nhận ra tiếng trẻ em phát ra từ miệng của cháu gái Và sai lầm của cô vợ lập tức phải trả giá Kẻ tiếp theo hứng chịu là người của đoàn làm phim Phía bên căn nhà đổ nát Những đồ đệ của Santi ở dưới đất đã hóa điên Trở thành bầy chó lao vào mấy anh cameraman Trong lúc mọi thứ rối bời thì Noi lại rất lạc quan Bà kêu bà nội Bayan đã nhập vào bản thân Đòi tiếp tục làm lễ Mà Minh cũng đã mò đến nơi làm phép Noi vẫn cứ làm phép trong tiếng cười man dợ Bà ta cắm ngược hương và lư đồng Đột nhiên những đệ tử còn sống lao đầu vào tường tự sát Kẻ thì đau đớn sùi bọt mét Rồi chúng tấn công mấy anh cameraman Anh cuối cùng định chạy xuống dưới lầu Thì gặp Minh dẫn đàn người chó đi lên Anh sợ hãi trốn trong hộp tủ Lén lén dùng chế độ quay đêm để nhìn mọi việc xảy ra bên ngoài rốt cục thì minh đã chạm mặt với noi bà mẹ tự nhận là bà nội bay yan đứa con thì không biết đã bị linh hồn gì chế ngự và noi bị con gái bóp cổ không thương tiếc ngã ngồi xuống đất đầy bất lực nền đất xuất hiện một loạt dấu chân hướng đến bà ta minh lử đừ lấy xăng dưới lên người mẹ ngay trước khi châm lửa đốt minh phát hiện ra anh quay phim cô nở nụ cười rồi tiến dần đến chỗ anh trốn chiếc máy quay rời chủ lăn lóc trong bóng tối rồi ánh lửa bùng lên rực sáng cả không gian và đấy là những hình ảnh cuối cùng mà chiếc camera đó quay lại được Hai ngày trước đó Trong khi Nim đang làm lễ chuẩn bị cho ngày trừ tà minh Bà đột nhiên bất lực quẳng chiếc đĩa cúng xuống Đột nhiên Nim mất đi hoàn toàn sự tự tin Thổn thức thừa nhận Sau bao nhiêu năm bà thực sự không biết Liệu rằng bà nội bay đan có thật hay là không Thế nên là đừng mê tín dị đoan Hãy đặt niềm tin vào đảng và nhà nước Tôi còn quại Xin chào và hẹn gặp lại